mưa gà thì em gì em vợ vừa mới đánh mất của tôi rồi, hôm nay cứ đi gà gì nhá bạn, cứ đi à. Đúng mà bắt gà của tôi mà dễ. Không có đi đâu hết, nói mà vậy mà vẫn còn cố tình à? Cố tình à? Mới kìa mẹ. Cố tình à? Kìa mẹ. Trời. Alo. Alo. Ờ thế đi đấy bài á. Ôi đợi tôi tí. Đợi tôi tí nha. Đợi tôi. Đi đâu? Đi bố mẹ à? Không đi đâu hết. Ở nhà làm cho tôi. Lấy ngô đi kìa, ngô đầy, lấy ngô, không có đi đâu hết. Thôi thôi không đi đâu hết. Nào đã, bây giờ không phải đi, không đi, không đi đâu hết. Mẹ ơi, cho con xin gà, con mới đi biếu ông bà ngoại của thằng cu. Không có gà thì em gì em vợ vừa mới đánh mất của tôi rồi, hôm nay cứ đi gà gì, nhà bàn cứ đi gà. Mà đi, mà đấy, bắt, không có gì gì bắt được cả, nhà bàn đầy gà, đúng ạ. Nó vừa mới đánh mất của tôi rồi, không có gà nên gì cả. Tưởng mà bắt gà của tôi mà dễ. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Đi đây. Cho con lấy thằng cho thằng cu sang ông bà chơi mẹ ơi. Mẹ. Không chơi bời gì cả. Báo về nhà làm mà. Đi đâu mà đi? Ai nhà nấu cơm nó quanh cho tôi mà ăn mà đi thì đi. Không có đi hết. Thôi mở cửa cho con đi. Mở đi, đi. Không không đi đâu hết. Ở nhà bà, ở nhà bà. Cú con ngủ rồi em. Năm trước này vừa ăn lên gì mà giờ lại ngủ rồi. Ơi. À, muốn hai mẹ con muốn về chơi ông bà ngoại một tối một hôm à? Thế bao giờ? Ngày mai. Đi thế đi về chơi bao lâu? Một ngày á. Thế sáng đi xong tối về nhá. Muốn về lắm à? Ừ, được thôi, sáng mai đưa đi nhé. Muốn đi chơi không? À, đứng dậy là đi chơi cái gì? Thế đi chơi nhá. Cho con đi chơi ông bà nhá. Đi. Anh bảo bây giờ em cất cái ngô này vào trong kia đi, xong là tối về hai vợ chồng mình hộ nhau làm cái này mấy chút là xong đâu nhá. Đi sang ông bà tí. Đi. Hai mẹ con đợi anh tí nhé. Ô chú ơi, có ở nhà không?
có bán gà không? Có. Thế bắt cho cháu con nhá. Ừ. Bắt luôn cháu nhá. Đây, à, gà to quá cô nhỉ? Đây cô cho đây cho cháu. Đấy. Cân bao tiền cô nhỉ? Hai cân mốt cô ạ. Ờ. Của cháu bao tiền? Của cháu 200. 200 à? Ừ. Cháu gửi tiền cô. Vâng, cháu xin nhá. À cô ơi, cháu mượn cái làn, tí để cháu trả nhé. Thôi lấy luôn đi cũng được. À thế à, cháu xin nhá. Thôi em ơi đi thôi. Nào, đang cầm con gà với ông bà. Ngoại nào, mà ngoại con đâu rồi? Bố mẹ ơi! Bố mẹ ơi, cháu về ạ! À. Bố mẹ ơi, mẹ đang mặt sau à? Con đến đây. Chơi à? Đây, để con đỡ cho. Cháu bà đến chơi à? Yêu chứ! Cháu bà đến chơi à? Nóng quá nhỉ? Nào, bà yêu nào? Yêu chứ! Đi vào nhà đi, nóng lắm! Vào nhà đi! Nóng lắm nhỉ? Yêu chứ! Trường mê nè, hoa dê chiều à, dê này dê cả nè, dê đúng rồi, dê nhiều lắm nè. Con mời mẹ uống nước. Các con uống nước đi. Con uống nước đi, mum nào. Các con ở nhà sống có ổn không, có tốt không? Dạ. Vợ con á. Vợ con dạo này sống có tốt không? Vợ con. Ừ, sống tốt là mẹ vui rồi. Ừ, mắm. Đấy. Có cái gì phải bảo ban vợ con nhé. Ừ. Chưa là con thích mẹ. À đây mẹ đây.
Đấy, con đi mẹ. Con ở đây ăn cơm nhá, ăn cơm với ba nhá. Ông đi làm rồi chốc ông về. Ăn cơm ở đây nhá, đi nấu cơm không? Nhá. Ăn cơm không? Ở đây nhé, ở đây ăn nhá. Cơm nhé. Ở đây ăn cơm nhé. Ăn cơm với ba, đi nấu cơm nhá. Ăn cơm, ăn cơm nhá. Vào bếp. Đi vào bếp nhá. Nó lấy cái lá đây, đây 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 quả quả lấy cái này, cái này quả nè, đây này quả nè, đây chiều chê chiều chê cắt nha, đẹp Ôi thích nha, được về nhà bố mẹ sướng nha, vui thế. Sao ông ngoại khóc nhỉ, nhẹ nhẹ nhỉ, nào nào bé nào đi chơi nào, đi bắt gà nào, đi nào đi, đi chơi nhỉ.
vui như là phim cưới. Ôi dồi ôi, buồn ngủ rồi à? Hả? À, giai bố buồn ngủ rồi à? Hả? À. Thế mẹ cho em vào trong nhà ngủ nhá. Để bố xe ô cho đỡ mưa này. Đi. Đi. Vào trong nhà nhá. Rồi, vào trong nhà ngủ đi. Ơi, ơi, ê, cho con à,
á. Ê, đúng rồi, hai quả đấy vang rồi. Bông. Đây. Bông nhé. Nào, mang mang mang. Đây, chơi này, chơi này. Nào, mình ngồi xuống đây mình chơi luôn nào. Nào, mình ngồi xuống đây mình chơi luôn nào. Ông về đây ăn bằng nào ông ơi. Bớt về đây ăn bằng nào bớt ơi. Đây. Bưởi ngon quá. Bưởi hồng không mẹ? Ăn thử xem. Bà rồi xem rau ôi rồi ơi, lại lấy bao nhiêu quà của bà về thế này, đồ bà về thế này, bà ăn gì? Bà hả? Cho con trứng nhá. Hả? Hỏng ơi, mấy chục quả trứng của bà bao tiền đấy. Ôi rồi ơi, sang ngoại này lấy hết đồ của mẹ Quân hết về nhà. Cười không chớp mắt kìa. Bà có cái gì cho đâu, bà trứng tôi. Ui, sang đây, sang đây. Lấy gì, lấy nốt đi xong về nào. Con nhá. Không biết kế bỏ về đấy.
Thôi về thôi, vợ ơi, về thôi nào. Về về á. Ba ba ông bà. Về về á. Ê, ông ngoại cho ít quà đâu. Nhiều, nhiều, nhiều. Nè, ông ngoại cho nha. Xin à ông ấy. Lúc nào sao ông bà chơi nhá. Lúc nào sao ông bà chơi nhá. Sướng à. Về nha, con về nha. Bố mẹ ơi, con về đấy ạ. Giỏi nha. Mẹ. Đến bây giờ mới về đấy. Đi đến giữa sáng bạch mắt rồi đến bây giờ là tối mịt đi về. Để bỏ đói thôi đấy. Mẹ không ăn gì à? Ăn à? Nó cục tức rồi còn ăn hay uống à? Thôi chào giờ này còn chào chứ là tôi có đói bụng lắm rồi đi sáng đến bây giờ. Mẹ ơi. Về. Cái đây. Bà ngoại thằng cu cho mẹ chai rượu để mẹ bồi bổ. Thì không có rượu, không có bồi bổ thì không phải đấy. Đi đấy. Làm việc làm đấy. Mấy quả bưởi ngon lắm. Bưởi ngon cũng không tới không cần. Bây giờ tôi no hết cục tức rồi, còn đâu mà cần. Anh đi giỏi lắm rồi. Anh giờ anh đi giỏi rồi. Anh có vợ anh là bắt đầu anh giỏi rồi. Anh không coi tôi ra gì nữa. Đến bây giờ rồi, anh đấy là xong bây giờ về. Bố mẹ con giỏi lắm rồi. Giờ không có ai ra đây. Hứa làm mày làm đi. Tôi đã nói rồi. Hứa làm. Giỏi lắm các anh các chị giờ giỏi rồi, to hơn tôi rồi. Không quay bà già là ra gì rồi. Cho nó ngồi đây ăn.
Sốt cao thế? Mẹ đâu? Ừ. Ui, đừng đi chơi bái này, sao không gọi cho anh? Ừ. Trời ơi, này, đỡ con đi, anh đi thay bộ quần áo sáng bác xì bẩn lắm. Đi khám nha. Uống thuốc nha. Ăn gì không uống thuốc vào cũng nhanh khỏi uống nha. Tức giật quá. Ăn ngon quá. Không được nhè đâu nhè. Nhè cho mình khỏe được. Úi giời. Khó khè lắm rồi đây này.
toàn nhường thôi em ạ. Cố lên nào, cố lên nào. Ăn đi. Sao thế, không được né đâu mà. Ăn, ui dồi ôi. À ừ, thôi, đi xem con gà, đi bắt con gà nào. Lêu bắt con gà. Con gà đi theo mẹ tìm ăn trong vườn đấy, nó ăn nhiều, nó mất khỏe đấy. Nào, ăn là mang nhanh, tìm cho con cút nhanh. Ngoan nào, ngoan nào. Kìa thấy kìa, cái gà chíp chíp kìa, khỏe lắm. Kìa nó đi theo mẹ tìm ăn trong vườn đấy. Ôi dồi ôi, lười thế. Nhanh, tìm cho con cút. Giữ không là bố ép nha. Rồi nuốt đi, xin lỗi nha. Mình ăn cho mình mau khỏe nha. Nó xôi lên để bố cho con thuốc nào. Bố cho con uống thuốc để cho mau khỏe nhá. Bố xin lỗi nhá. Uống thuốc để cho mau khỏe nhá, kẻ tay này nhá. Nào uống thuốc để cho mau khỏe nào. Đúng rồi, từ từ. Cố lên. Đập nào. Nuốt. Rồi, uống thuốc, bố xin lỗi con nhá. Uống thuốc để cho mau khỏe nào. Con uống hết, nuốt hết rồi đúng không? Cái chiều vợ cho con uống tiếp nhé. Chứ chồng tuổi về chồng đi làm đấy, nên đi hơi muộn đấy. Bye bye nhá, xin lỗi nhau nhá. Uống thuốc để cho mau khỏe, nhớ chưa? Lỗi kệ đấy.
Con ơi, thích cái Dung này là cho nhanh khỏe nhé, con cầm được không? Thế mẹ, mẹ giúp con à? Để bác sĩ đi kê thuốc rồi nha. Nhanh, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Mẹ
Chơi trong đây không? Chơi trong này không? Màu gì nhỉ? Màu đỏ đấy. Màu đỏ đấy. Ngồi đây chơi với mẹ nhá. Ngồi đây chơi với mẹ dọn củi nhá. Bố đi làm đây. Bye bye. Bye bye. Đi làm nhá. Thank you.
Ông thế thôi, chẳng qua ông chậm, nhưng mà ông chậm chạp thôi. Thần kinh ông ấy ông chậm chạp thôi. Có gì đấy? Sữa. Lên đấy đấy đấy. Thế này nhá. Đây. Tiền quá cô, 10.000, bữa này 10.000, cái này là cân cũng 10.000 một quả này. Mua hết hộ em đi. Còn bằng này thôi, mua hết hộ em đi. Thế 10.000 cái này 4 quả, 5 quả là 50.000. Thế này cân đi xem là lấy hết nhá. Lấy hết hộ em nhá. Lấy cho tôi mấy quả về ăn. Nhưng mà cân cha mà tôi đi vào lấy tiền. Đây. Nha. Vâng, vâng. Chị ơi, tổng là 70.000. À, 70.000 à? Vâng. Để đợi tôi nhá, tôi vào lấy tiền.
Nhưng ý mà để đi đâu mất rồi. Hay là con này tối qua nó lấy của mình, nó nhìn thấy sáng nay nó lấy của mình. Thôi thông cảm với tôi nhá. Vâng. Tôi chả biết là sao mà tôi. Sao chị? Mất đấy nữa chị. Mất tiền, mất tiền. Thế á? Thế chị có lấy nữa à? Không, mất tiền thì còn có bán chị không? Không có tiền nữa à? Không. Mất tiền rồi à? Ờ. Vâng, thế thôi, thế em đi bán cho người khác nhá. Ừ. Vâng. Thì thôi lúc khác lấy chứ ai vâng, mà. Vâng. Tôi để tiền là kia tối qua để tiền đây kia mà chả biết là sao mà mất rồi. Vâng, vâng. Thế thôi đấy, em đi bán cho người khác nhé. Ừ. Vâng. Thông cảm nhé. Vâng. Thôi thông cảm. Vâng, vâng. Thôi thế em đi đây. Ừ. Mẹ nó để trả. Để mất được tiền thế nào nhỉ? Bỏ rõ đấy nhỉ? Hay là cái con bé rồi? Chắc là chỉ có con bé này. Chả biết là chắc phải nó lấy thì chỉ có nó lấy thì làm gì ai lấy. Qua vừa phải để đấy. Giờ gọi họ vào xấu hổ thế chứ. Bực ơi chỉ chắc chỉ có mẹ đấy. Không ai vào đây nữa. Ơ con này, chị lấy đâu ra tiền mà chị mua cái này? Tiền lấy của tôi à? Ơ vậy hôm qua tôi giấu ở kia, tôi để ở kia mà sao lại mất rồi? Mỗi chị với tôi mà lại mất được. Hả? Nhanh nhanh con trai tôi lấy à? Đâu mà Vĩnh đưa lúc nào? Đưa lúc nào? Chỉ có chị mới lấy thôi chứ còn ai lấy? Vậy thì thứ này ở đâu mà có? Hay là cái tiền này thì chị lấy của tôi đấy? Chắc lấy tiền của tôi rồi. Chắc lấy cái tiền của tôi đây. Đây này. Tiền này thấy. Hay là lấy của tôi? Sao vậy? Có mỗi tôi với chị mà chị khóc à? Oan à? Oan lắm à? Đây lấy cái tiền này đây. Mày lấy ở đâu ra? Để có oan ức lên à? Mẹ ơi! Không phải oan ức đâu. Có mỗi tôi với chị thôi. Mà mất tiền của tôi rồi. Cho hai mẹ con tiền, đi mai đi mua sữa đồ ăn nhá. Tiền này bố để uống nước nhá. Rồi thế giờ đi ngủ đi. Nào, đi ngủ đi. Bé đi ngủ nhá. Ừ. À ơi, à ơi, à ơi. Sao đây? Tôi đi mua hôm qua tôi đâu để trong kia mà. Ơ mẹ buồn cười nhỉ. Tối qua con đưa tiền cho vợ con để mua sữa mua bánh cho cháu cơ mà. Bánh gì mà sao tôi không lấy tiền? Hay anh lấy của tôi? Mẹ để đâu mẹ không nhớ, mẹ lại đổ vạ cho vợ con là như thế nào? Con không à? Chỉ có mỗi thôi vì vừa mới cất tiền là thấy nó vào đây luôn đến thì trả chị thì ai? Tiền này là tiền của con kiếm được con về đưa về cho vợ. Nên là để mua sữa, mua bánh cho con. Thế là anh tiền lấy của mẹ đâu mà tiền của mẹ. Thế là thôi để đây này, hay anh lấy của tôi? Con lấy bao giờ mà lấy? Tiền này là tiền con đưa cho vợ mua sữa cho cháu. Thế mà sao mà lại của tôi mất? Không thì anh vào đi tìm xem nó có thấy không hay là chị lấy. Mẹ để ở đâu mẹ không tìm kỹ xong mẹ lại đổ tội cho vợ con thế à? Dạ chả vậy thì sao? Thế mẹ để ở đâu đi? Đi vào mà tìm, đi theo tìm. Sao tôi lại mất tiền? Đâu? Đấy. Mẹ để ở đâu? Tôi để đây này. Đâu? Tôi để đây mà, giờ nó đi đâu? Trời ạ, cứ để tiền ở đâu ra không nhớ xong lại đi đổ tội cho các con lấy. Mẹ nhớ lại xem mẹ có để nhầm ở đâu không? Chả nhầm đâu, tôi để ở chỗ này mà giờ là không thấy. Không ai lấy của mẹ đâu. Thế ai là anh lấy của tôi đấy?
con lấy của mẹ làm gì? Chỉ có tôi, chỉ có tôi như đây vừa mới kết xong tôi ra tôi nhìn thấy chị là thì hay là chị thấy của tôi. Chẳng nhẽ thì tiền nó có chân nó đi chắc mất. Mẹ cứ để linh ta linh tinh xong mẹ đổ bạn. Chứ tôi để ở trong này đấy, nhưng mà giờ nó đi đâu? Giờ không thấy chỉ có chị thì có ai? Nhà có ba người mà mất tiền thì chị. Đây là cái gì? Mẹ đếm xem có đủ tiền của mẹ hay là tiền của ai? Đây đây đây. Đây đâu? Gì? Cái gì nhưng mà đây, tôi để chỗ này mà sao đây? Đổ bạn. Để chỗ này mà sao đây đây đây? Thế chỗ này chỉ mỗi mình mẹ biết chứ ai biết? Tôi để ở đây mà lấy được. Thế này mà không thiếu một đồng nào. À, ôi dồi ôi, nay mua được gì ấy? Hai mẹ con mua được gì ấy? Mua có 50 nghìn á, 50 nghìn mà mua được một đống đồ này quá. Dồi ôi, giỏi thế nhở. Ê này, tôi nhầm. Chắc là tôi quên. Cho đây đi ra. Thôi không ai lấy tiền của mẹ đâu mẹ. Cho mẹ mà. Cất cho nó kỹ vào. Đừng để cho mẹ. Đừng có hở ra lại bảo con các con lấy tiền của mẹ. Không lấy thì thôi.
Ba bà. Gọi ba ba đi. Ba bà. 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 Rồi 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 đi lấy này. Ôi giời. Con này. Chán à, thế lại bé đi chơi. Đùa không? Anh chó kỹ sư. Vuốt các thứ đi. Ý khoái. Ê, bắt đầu chán rồi anh nhỉ. Thế bế nhau cái. Nhanh không bye bye đi làm đấy. Bế nhau miếng. Bế nhá. Bế không? Không bế á. Ừ đấy, hay đấy nhở. Đâu? Dạ. Thôi đi làm nhá. Không chơi với nhau nữa nhá. Tối về gặp nhau sau nhá. Nhá. Tối về gặp nhau sau nhá. Về. Về đây. Đi làm đây. Đi làm đây. Tối về gặp nhau sau nhá.
đâu rồi đấy. Đây, thóc, im. Ê, hôm nào đứa con dâu bảo làm sao? Còn ngắt thế. Đi làm thì mọi người làm thì chả sao mà làm tí là cũng kêu ốm này ngất này được. Nó lười lắm à? Lười thì cũng không biết mà chả biết là thấy một tí chả biết là tốt việc. À thế à? Thế là cứ bảo dần nó thôi. Thì cũng con bây giờ nó vậy nè. Tôi đi về nhá, bà làm đây, tôi đi về. Mai mai anh chơi nhá. Ơ nhỉ, có cái gì mùi gì khét khét đấy nhỉ? Ơ nhỉ, có cái mùi gì khét khét đấy? Ơ trời ơi, nhìn như cháy cái gì đấy, khét khét rồi thế ô. Cái gì mà khét khét? Ôi giời ơi, cháy hết của tôi rồi. Ôi trời ơi, nóng quá. Thế ô, cháy hết này, cháy hết của tôi rồi. Có ngày cháy nhà thôi. Thế ô, cháy hết rồi, cháy hết rồi. Đây này, sao đang đến đây đây. Để cháy hết rồi. Đây này, ngủ thì rút cái củi này ra chứ tôi lại chị đấy, tôi lại chị đấy. Làm đây à, có ngày còn cháy nhà. Có ngày còn cháy nhà đấy. Làm đây à. Đấy, bây giờ để ăn vào cái gì? Này ăn gì ấy vợ ơi? Mì tôm à? Ôi dồi ôi, lâu không ăn mì tôm rồi. Đây, anh xem con vợ anh đây. Ở nhà hôm nay này cho tôi ăn mì tôm đấy, rán cá để cháy đen đấy kìa. Thôi cháy mẹ lâu, lẹt đấy. Lâu rồi con chưa ăn mì tôm không sao đâu. Sao à, vậy nên lấy sức đâu mà làm? Lấy sức đâu mà làm? Đấy, tôi này cũng không có sức ấy. Thế này ăn này có ngày tôi chết non mất thôi anh ạ. Ôi mẹ ơi, con mời mẹ ăn đi. Anh ăn đi. Mẹ ăn nhá, ăn với cháu. Nóng nhá. Thôi mấy khi mẹ ăn mì tôm. Em ăn đi. Mẹ ăn rồi kìa, ăn đi ăn đi. Ôi trời, tôi không ăn được đâu mẹ. Em này là hai cái công tức. Đi ra chơi đánh bài thì thua cả bài. Về nhà này thì cháy cả cá. Giờ ăn thì tôm, không ăn. Không ăn. Thôi mẹ. Ăn không ăn cho lại sức. No cả cục tức hai cái ấy cái tức cả hai còn ăn uống. Ăn được không? Này cho con này, cầm không? Thôi em ăn tạm gì đi, tí anh chạy ra quán mua cho mẹ cái bánh mì.
hay mua suất cơm bụi nhá. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Xong cho con ăn nhá. Thôi em ăn đi, tí anh chạy ra quán mua cho mẹ cái gì ăn được. Ăn đi nhá. Tí anh khác ra quán anh mua gì cho mẹ ăn. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Lâu không ăn mì tôm phải ăn này. Nhê, con mua cái bánh mì cho mẹ ăn tạm, giờ quá giờ không còn đồ ăn nữa mẹ. Rồi không ai không biết hết rồi đói nhau bụng à. Mẹ ơi, mẹ ăn tạm cái bánh mì nhá. Ăn đỡ có trong thịt gà nhé. Anh không có biết đến mẹ à? Con có vợ nhưng vẫn có mẹ mà. Đúng, anh đi đi với vợ anh, ấy với vợ anh. Thế à? Vợ con, bọn con mới nhận con nuôi nên là chưa quen được giờ giấc sinh hoạt. Con cái nó gắt ngủ lên là sơ ý, không thể kiểm soát được những chuyện xung quanh nên là mới cháy cá như vậy. Thôi, mẹ bỏ qua. Bỏ ra theo đường mà bỏ. Không bỏ được. Tôi không bỏ qua. Cháy hết đồ vậy phải chịu thôi, biết làm thế nào được. Thôi mẹ ăn tạm bánh mì nhé. Ăn cho lại sức, tối nay con thịt gà ngon lành con. Tao không cho thịt. Tao không cho thịt. Ăn thịt gà thì vào mới có đủ sức chứ. Không cho thịt. Để tôi bán. Không cho thịt. Đi làm kiếm cái gì mà mua mà ăn đi này, thịt gà. Thôi mẹ ăn tạm cái bánh mì nhé, tí con đi mổ gà xong là tối bồi bổ cho mẹ sau. Muốn ăn gì nè? Thôi mẹ ăn tạm nhé, chứ giờ quá bữa rồi không còn đồ ăn nữa. Tí con đi kì con gà nhá. Làm nhanh đi. Vâng. Này mồi sẵn sàng. Vào đây. Anh xin, xin xin. Chắc thế thôi em ơi. Được rồi đấy. Chiến đấu thôi. Thank you.
Đây móc luôn. Hai vợ chồng này câu cá. Vâng, bà liệu có được về ăn không đấy mày? Bà đâu về bà? À, bà đi chơi rồi đi à, Phú Sơn. Thế con đâu mà hai vợ chồng ra đây câu cá à? Con bà nội trông rồi ạ. Thế hôm nay rảnh nhỉ? Vâng. Ơi, bọn này câu liệu có đủ mèo ăn không đấy? Đây, này, đi chơi hóng mát như vậy. Thôi làm việc nhá. Vâng. Bà đi đây. Bà về ạ. Ừ, bà đi về nhà thôi. Cá đi, cá ăn. Thôi, anh đi bắt ổi cho vợ ăn nhá. Làm mấy quả ổi nhá. Phim. Alo anh ạ. À. Vâng, em đây. Bây giờ á? Vâng, thế để em chạy ra bãi kho nhá. Để em xem gạch với xi măng như nào. Vâng. Em ăn mấy quả ổi đi. Anh chạy ra công trường tí nhá. Cứ thong thả câu cá thôi, không được thì thôi. Đây. Đây cho xin quả nha. Đi nhá.
này láo lắm đấy. Đây này, áo từ áo tôi mới mua đi có được có mấy tháng mà mình nó xách cái này. Đấy là cái chị này á, từ cái hôm đi ngoại về đến giờ á là láo của tôi lắm rồi đấy. Không phải là ấy đâu. Tôi nói là nói trước cứ biết đấy, từ giờ đi không cho đi nữa. Đi là về là bắt đầu là con thì ốm. Xong rồi về là mẹ là láo. Lần sau nó là liệu hồn với tôi. Đây này, nhà nước ơi, làng xóm ơi, xem bên này. Con dâu tôi đây này, nó xé áo tôi đây này. Đấy, đây là con dâu đây này. Có thử nhà ai con dâu đi thế này không? Đấy, áo xé của mẹ đây rách rồi. Đây, cái mặt này nó ghét lắm. Nhìn mặt nó ghét. Không nhìn, không ngờ tí nào. Ghét cái mặt này này, áo phải rách hết rồi, đòn xóm nó xem này. Xem con dâu có xé của mẹ đây này. Đồng nào hôm nay đi đánh bài nó mới thua. Tiền rắc tầm này là mất 500 mọi lần đi để đánh đâu được đấy giờ đấy. Mất mẹ 500 áo thì rách. Đồng nào hôm nay có cái áo này rách thế này còn đâu mà cơ mặt nữa. Trời đất ơi đấy này, áo mới sống đây này, con dâu xé đây này. Xé là chứ làm gì mà nó ấy vậy, nó hỏng vậy, rách vậy. Có nhà đời thứ nhà ai con dâu đi xé áo lại chồng. Hay thù tôi? Thù tôi thì nói ra, sao mà phải xé? Đấy, bây giờ áo bồi của tôi, áo đi, duy nhất là tôi đi đánh bài mà cuối cùng là đi chơi đi trước, đi đâu đi đó là đấy. Mà lại xé ra rồi. Đấy, ở trong mua đèn cho tôi, cái khác. Không cần phải không? Không cần phải không? Phải không? Thôi vậy mẹ ơi. Mẹ cái này đây này, anh xem này. Đây này. Có phải anh nó xé áo tôi này, ở nhà này mà chả biết mẫu giặt chứ gì mà nó xé. Em tính. Thôi. Xé áo tôi này này. Anh xem này, đây này. Đây này có mỗi cái áo bồi của tôi đây mà xé mất rồi. Áo này tôi đi hay đi chơi đấy. Áo đi đâu đi đó, đi đánh bài đấy mà thua đây này, mày thua đó đây. Thua mẹ của tôi mất 500 bạc đây này. Xem đây này. Anh vợ anh đấy, đấy. Xem đấy. Áo này không ai làm rách của mẹ đâu, mẹ không xem rách, đi. Không rách thì làm sao? Không rách thì sao đấy? Không rách sao đấy? Úi giời ơi, cái chỉ muốn này mà mẹ bảo ai xé cái gì? Nói linh ta linh tinh. Trời ạ. Thôi, tính mẹ thế rồi. Em đừng giận mẹ nhé. Để mai anh xử lý phương án khác, đi mua cho mẹ cái mới nhé. Nhá. Chọn quần cho anh nhá. Thôi anh không lấy đâu, bây giờ anh bảo nhá. Mình đi mua cho mẹ một bộ quần áo, mua cho em với lại con mỗi người bộ nữa. Xong rồi, không em không lấy đâu. Xong là đi đâu dạo đi. Không, bộ này trông hoa hoét quá. Màu sắc quá. Áo đấy. Đi mua áo cho bà nội nhá. Nhá. Mình đi mua áo cho bà nội mình nhá. Thích không? Màu này không? Chọn màu này không? Không à? Không. Giai bảo không rồi. Đâu chọn bộ màu hồng cái này không à? Bộ này cho bà nội nhá. Màu này được không? Ừ? Lấy cho bà nội nhá. Cười là thích rồi. Lấy cho bà nội bộ này nhá. Nhá. Ừ, gật gật.
Cô ấy tính tiền em ơi. Ta mở ra 3 của em là 130. Cái này là 35.000. Cái này của em là 200.000. Tổng của em là 360. 360 à? Chết hết. 460.000. Và mới cho em rồi. Đây rồi. Cảm ơn nhé. Đen xúc xích không? Đen nhé. Đây, xúc xích ngủ lên rồi. Hai mẹ con ăn ngon thế nhỉ? Em ăn đi, để anh cho con ăn. À, chấm cay á, cái này mình ăn cay lắm, không ăn được đâu con ạ. Không. À, chấm nhá, xem ai nhanh hơn nào. 2, 3. Ăn xong chưa thanh niên? Thôi thế đi dạo chợ tí nhá. Ông ơi con gửi tiền. Xin ông ạ. Để đi ông ạ. Dạ vâng. Có mũ không em? Làm em mũ không? Con nào con cơ rồi con.
Dạy bà về rồi. Bà ơi, giúp nhôm bà về này. Thử quần cho em nhá. Thử quần áo cho em này. Không thấy bà đâu nhỉ. Bà đi đâu rồi? Quần em này. Vui à? Hôm nay mình chọn bộ này thì mình chả vui nhỉ. Cứ để mặc cho em nhá. Nó có hơi nóng không? Có sợ hơi nóng không nhỉ? Hôm nay mình thử rồi mà. Này, cho em này. Đúng rồi, của em là biết nhận đấy, của mình đấy. Hay là áo này mặc mùa đông vẫn là... đẹp sao, tình hả? Yêu vẫn đẹp sao. Dài lâu. Mẹ, mẹ đâu về? Mẹ thì đánh bài. Mẹ vui thế. Ờ, hôm nay được tí. Nhìn cái mặt người ta khó ưa lắm rồi cái chi. Thôi con bảo này đấy. Bảo cái gì? Đây có bộ quần áo. Con thấy là màu này hình như là màu mẹ thích, con vợ chồng con mua về. Thì mua làm chọn gì? Vợ con chọn đấy. Vợ chọn thì có tiền đâu mà mua được, cái mẹ tiền đi để cho tôi làm vốn. Vốn gì? Làm vốn nào có gì thì mua cho cháu. Vậy hả? Mua thật không? Hay là đi đánh bài? Thì trước mắt là cứ đánh bài đã. Đánh bài thì lấy đâu ra tiền mà mua đồ cho cháu? Thôi đây này, thử đi. Thử thỏ đi. Đấy, con để ở đây nhá. Đấy, con bộ quần áo vợ con chọn đấy. Vợ con biết mẹ thích màu này. Cứ đi đấy. Vâng. Mẹ đang bật nhau kìa. Vị trí của bố á, không nghịch đâu nhá. Đây. Xuống à? Baby. Này, đồ chơi của con này. Baby shark Daddy shark Daddy shark Ai à? Ai à? À. 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 Cõng con này. Đúng rồi, lên đây nhá. Cõng nào. Đây để bố cầm dao cho. Ăn mía, thế chờ anh tí nhá.
rồi. Ăn mía không con trai? Ăn mía không? Mía có ngọt không em? À, ăn thử nào. Nói nhờ. Giá nhờ.